Quý vị khán giả đã sẵn sàng để học cách làm món thăn heo cuộn bó xôi sốt mù tạt chưa ạ? Và với món này thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một đầu bếp. Lâu rồi mới gặp anh mà mỗi lần gặp lại có một món ngon. Xin được giới thiệu đầu bếp Lâm Phương Vũ. Chào quý khán giả, món ăn ngày hôm nay mình muốn giới thiệu đến các bạn đây đó là món thăn heo cuộn bó xôi sốt mù tạt. Nguyên liệu cho món này thì chúng ta cần là thăn heo các bạn nha. Bó xôi nè, khoai tây nè, cà rốt nè, cà chua bi nè, muối, tiêu với một ít lá tham nữa các bạn. Lá tham là lá cỏ xạ hương á. Mù tạt nè, một ít bột mì, bơ, tỏi nè, rượu vang nữa. Và cải mầm với lại ngò tây là dùng để trang trí. Ít calo, giàu chất xơ và nhiều chất dinh dưỡng. Rau cải bó xôi thật sự là một trong những thực phẩm tốt trong các loại rau. Thịt heo nạc có chứa protein, năng lượng, 10 axit amin cơ bản và các khoáng chất, do vậy dễ dàng cung cấp đầy đủ dinh dưỡng trong mỗi miếng ăn. Hấp thụ thực phẩm kết hợp với rèn luyện thể lực hàng ngày sẽ giúp cho bạn có một cuộc sống khỏe mạnh. Thịt heo và cải bó xôi là sự kết hợp tuyệt vời, tạo nên bức tranh ẩm thực độc đáo. Với món này thì em có thể phụ anh được công đoạn nào anh? Rất là nhiều thứ ha. Cái thứ nhất á, là chẳng hạn giống như là em xào sơ giùm anh bó xôi một tí. Rồi em cho một ít bơ ha, một ít dầu ăn. Tỏi chúng ta băm nhuyễn ha các bạn ha. Dạ, hình của bạn. Thăn heo chúng ta sẽ cắt làm đôi trước nha các bạn. Cắt làm đôi như thế này đây. Tại vì khi mà chúng ta cuộn á, chúng ta cần cái phần thăn heo nó mỏng ha. Sau đó chúng ta sẽ cắt thêm mỏng thêm một lần nữa ha. Nếu được các bạn có thể cắt mỏng thêm một lần nữa được nữa các bạn. Dạ, nếu mà phần mà thăn heo á nó dày, đúng rồi, càng mỏng càng tốt, bởi vì như vậy á chúng ta sẽ dễ dàng chúng ta bỏ bó xôi vào chúng ta cuộn ha. Cái cải bó xôi này là mình đem một ít tiêu, một ít muối đúng không anh? Đúng rồi Thanh Điền, giúp anh phần đó cái nha. Xạ hương mình có cho vào không anh? Cho thêm một ít luôn. Dạ. Rồi thăn heo sau khi chúng ta đã lạng mỏng ra ha các bạn ha, bây giờ chúng ta sẽ ướp vào đây một ít muối nè ha, tiêu, một ít lá sam nữa nha các bạn. Hết luôn ha? Hết luôn. Dạ. Thôi được rồi, được rồi, nói vậy thôi. Đúng là hồi nãy cái miếng thịt mình mà cắt càng mỏng á thì mình cũng càng dễ thôi. Đúng rồi, rất là đơn giản. Sau đó phần bên ngoài cũng vậy, chúng ta sẽ cũng ướp với một ít muối tiêu luôn nha các bạn. Và cuối cùng là cỏ xạ hương ở phần bên ngoài nữa. Chúng ta sẽ dùng, đây là phần giấy bạc, chúng ta sẽ xe lại ha. Sau đó chúng ta sẽ giữ chặt. Sau đó chúng ta sẽ cho vào chảo, chúng ta chiên áp chảo ha các bạn ha. Anh ơi, trong lúc mà anh áp chảo cái phần cuộn thăn heo thì em có thể phụ anh cái gì nữa à? Thanh Điền giúp anh cắt giùm anh những cái viên tròn giống như viên bi rồi đó. Rồi, chảo nóng chúng ta sẽ cho thăn heo vào, chúng ta sẽ chiên ha các bạn. Thăn heo, phần thăn heo này nhiều à, cho nên là cần thêm nhiều rau củ để chúng ta ăn kèm đó. Đối với lại khoai tây và cà rốt đó các bạn, khi mà chúng ta cắt nhỏ ra như vậy, chúng ta sẽ luộc sơ ha, cho nó vừa chín đến, cho vào nước sôi một ít muối ha các bạn ha. Để chúng ta luộc cà rốt với khoai tây. Sau khi chúng ta luộc cà rốt một vài phút rồi, sau đó chúng ta sẽ cho phần khoai tây vào ha. Dạ. Rồi, còn đối với lại thăn heo cũng vậy, sau khi chúng ta đã chiên vàng hai mặt rồi ha, chúng ta sẽ cho vào đây một ít rượu vang đỏ. Thịt trắng và hải sản sử dụng rượu vang trắng ha, thịt đỏ sử dụng rượu vang đỏ. Sau khi mà cà rốt khoai tây chín rồi thì thịt mình cũng nghĩ chín rồi đó các bạn. Khoai tây, cà rốt chúng ta luộc xong rồi, chúng ta sẽ vớt bỏ ra. Em giúp anh xào rau đi. Dạ, rồi. Hả? Cho ít bơ vô hành. Ít bơ, tỏi nữa. Một ít muối, một ít tiêu. Muối, tiêu, một ít lá tham nữa. Cho thêm vào đây một ít ngò tây nữa ha. Nước. Cho nó đỡ khô á. Rồi, phần thịt để anh... Cái rau củ mình xào vậy là được rồi anh hả? Đúng rồi, xào sơ cho thấm gia vị. Bây giờ chúng ta sẽ làm nước sốt ha các bạn ha. Cho vào đây một ít bơ trước ha. Cho một ít kem béo, muối nè các bạn, tiêu và mù tạt. Cho hết mù tạt luôn. Đúng rồi, bởi vì nước sốt là mù tạt cho nên là cái lượng mù tạt phải nhiều ha. Không biết quý vị khán giả như thế nào, riêng Thanh Điền là cầm lòng không đậu với món này rồi đó. Bây giờ thì anh em mình sẽ cùng thưởng thức anh nha. Ừ, mời Thanh Điền.
cái thân heo nó mềm. Đúng như anh nói, đây là cái phần thịt ngon nhất của con heo. Nó là mềm, mà cái hăng hăng của cái cải bó xôi nó lại rất là hợp với cái thịt heo này và cái sốt mù tạt nữa. Nhưng mà em thích ăn mù tạt nên nếu như mà em tự tay làm thì em sẽ cho nhiều mù tạt hơn nữa. Thêm nữa hả? Dạ, tại nhưng em thích ăn mù tạt lắm. Nếu mà chẳng hạn giống như cho nhiều quá thì mù tạt nó sẽ hơi bị chua nha. Tại vì bản thân chẳng hạn giống như cái vị của mù tạt nó hơi chua. Dạ. Cho nên là cho vừa đủ thì nó sẽ ngon hơn là cho nhiều quá. Dạ. Đúng không? Rồi. Như vậy là bữa trưa chúng ta sẽ ăn thăn heo cuộn bó xôi, sốt mù tạt với rau củ. Ăn kèm rau củ và một cái chén súp. Hoặc là salad gì cũng dạ, được. Hoặc là salad trộn. Đúng rồi. Còn bữa tối thì chúng ta sẽ quay trở lại.